Ok, chúng ta tập trung vào nào. Chúng ta cùng đến với trận đơn 3 giữa Hà Nội và Bắc Ninh nào. Trận đấu giữa Phạm Hồng Nam của Hà Nội và Nghiêm Đình Tuấn của Bắc Ninh. Đập cầu tốt từ Hồng Nam, điểm 1-0 Hà Nội. Tùng Dương có đánh giải sinh viên chứ Dũng Phúc này. Tùng Dương trụ cột chính của cầu lông Trường Mỏ mà. Tự đánh hỏng rồi. 2-0 cho Hồng Nam. Trận đấu Bắc Giang và Thái Bình bên kia điểm đang là 7-1 cho Bắc Giang trong trận đấu thứ 2 và set 1 họ cũng thắng rồi. Trận đấu thứ 4 có lẽ trận bán kết này giữa Thái Bình và Bắc Giang này sẽ phải phân định thắng thua trong trận đấu đôi nữ thứ 5. Điểm 1-2. Kê cầu lỗi mất rồi, 3-1 cho Phạm Hồng Nam. Đập cầu quá tốt từ Phạm Hồng Nam. Điểm 5-1 cho Hà Nội. Rõ ràng Phạm Hồng Nam đánh đơn cũng rất hay. Hồng Nam. Trận đơn 2 Bắc Ninh thua nha mọi người ơi. Anh Tiến thua Tiến Tuấn. Từ lỗi nhiều quá như anh Nghiêm Đình Tuấn ơi. Điểm 6-1 cho Hồng Nam. Đôi nữ Thái Bình cũng không nắm được thông tin và động viên. Chỉ nắm được một động viên là Phạm Thị Khánh thôi. Phạm Thị Khánh của Thái Bình cặp thứ hai ấy. Điểm 9-1 cho Hồng Nam rồi. Đây là trận đấu giữa Phạm Hồng Nam của Hà Nội và Nghiêm Đình Tuấn của Bắc Ninh nha mọi người. Xin mời các vận động viên thi đấu trận đôi tiếp theo. Bán kết đấu thứ tư Bắc Giang và Thái Bình. Hồng Lan Vân Anh. Đập cầu tốt từ Nghiêm Đình Tuấn. Đội điểm 2-9 cho Bắc Ninh. Úi giời. Đập cầu tốt 3-9 cho Bắc Ninh. Mọi người để ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ để có nhiều người xem hơn đúng không ạ? Hôm nay ít người xem quá, cảm giác không có năng lượng để bình luận cho lắm. Đập cầu tốt 4-9 cho Bắc Ninh. Đập cầu tốt từ Hồng, đập cầu lỗi từ Hồng Nam. 5-9 cho Bắc Ninh. 9-1. Nếu học thua sâu chị Lê Thị ạ. Nếu học xem 1 lên được 6 quả, xem 2 lên được 10 quả thôi.
lối đánh của Quốc Học gặp Tiến Minh thì rất khó, bởi vì công không tốt mà đánh cầu lì với Quốc Học với Tiến Minh thì cũng không thể ăn được. Kê cầu ngoài mất rồi. 11 năm cho Phạm Hồng Nam trong set đấu thứ nhất. Nếu hôm không nhầm thì hai cái vết trắng ở cuối sân là để thử cầu đó mọi người. Trận nào cứ anh Nguyễn Khánh Toàn hay anh có thể nói lại được không ạ? Cầu trong sân. Điểm rút ngắn 61 cho Nghiêm Đình Tuấn Bắc Ninh. Trận này xem hơi nhạt. Ngoài sân và ép cầu tốt từ Nghiêm Đình Tuấn. Điểm rút ngắn 7-11 cho Bắc Ninh. Bắc Ninh cố lên nào. Chấp anh 16 hoàng thôi. Chấp anh 16 hoàng thôi. Trong sân. Còn ngoài sân. 12-7 cho Phạm Hồng Nam. Ok, thành tích đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Ninh đang là 1 đều nhá. Đây là trận đấu thứ 3. Tao chấp ông 18 năm hòa với ông quay lại ông chấp 15 năm hòa. Tổ tốt. Tổ rất mạnh từ Phạm Hồng Nam. 14-7 từ Phạm Hồng Nam. Ông anh về cùng đánh. Tao nhốt mày chỉ ông cùng tao ra. Bắc Ninh có cơ hội nếu mà thắng trong trận này anh ạ. Còn nếu mà trận này thua thì gần như là không có cơ hội. Không còn cơ hội. Chặn cầu tốt. 10 điểm 84 cho Bắc Ninh. Trận giữa Thái Bình và Bắc Giang đang là 16-8 cho Bắc Giang nha. Set đấu thứ nhất thì Bắc Giang cũng thắng, đang là set đấu thứ hai. Rồi, chiều cao rất tốt. Pha chém cầu rất hay. Năm tám dọn hồng nào. Ngoài sân mới rồi. 16-8 cho Phạm Hồng Nam. Ok, Lê Bảo Hà, Hà Nội đang đánh em. Đây cầu rất chủ quan từ Phạm Hồng Nam, đây cầu lỗi. 10 điểm 97. Đập cầu tốt, 10-17 cho Bắc Ninh. Cầu rất tốt và chính xác. 18-10 cho Phạm Hồng Nam. Anh đang quay Hà Nội thay Lê Bảo Hà ơi. Đập cầu ngoài sân từ Phạm Hồng Nam. Điều điểm 11-18 cho Bắc Ninh. Một cầu ngoài rồi.
91 cho Phạm Hồng Nam. Cầu tốt và Phạm Hồng Nam mới có tình huống kéo lưới ngược lại rất hay. Đập cầu tốt. 12-19. Cũng không nghĩ rằng Phạm Hồng Nam đánh đơn cũng hay thế đâu. Hay hơn những điều tưởng tượng. Ngoài sân, điểm số cuối cùng ở set đấu thứ nhất trận đơn 3 giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Điểm 20-12 cho Phạm Hồng Nam. Ok, em cảm ơn anh Bùi Lợi đã tag những người bạn của mình vào xem nha. 21-12 cho Hà Nội. Trận này thực sự là hơi nhạt. Wow, trận giữa Thái Bình và Bắc Giang kìa. Thái Bình họ đuổi sắp kịp rồi. Điểm số 15-17 rồi. Có vẻ như Bắc Giang đã bị mất một giây. Chúng ta quay sang đây xem một tí nha. Người 67 cho Thái Bình trong set đấu thứ hai này. Và hôm nay khoảng cách là 7-8 điểm mà không hiểu những cô gái của Thái Bình họ đánh như nào mà họ lại có thể đuổi điểm nhanh như thế. 16-17 set đấu thứ hai. Rồi, ôi, Thái Bình thủ ảo đấy nhở. Đập trên lưới rồi còn không chết. Ngoài sân 17 đều. Chẳng lẽ Thái Bình lại lật kèo hay sao? Dẫn điểm với khoảng cách 7-8 điểm mà bây giờ bị đuổi đều rồi này. Bắc Ninh và Hà Nội đây là trận đơn 3 rồi, trận sau sẽ là đôi nha mọi người. Trận sau sẽ là đôi. Cầu vượt vàng 18-17 cho Bắc Giang. Còn rõ ràng lợi thế dẫn điểm vẫn đang nghiêng về phía Bắc Giang, thì chỉ là một điểm. Khu học đánh trận đầu rồi anh Hải Đăng ơi, khu học thua Tiến Minh 2 set 21-6 và 21-10. Rồi Bắc Giang lại dỡ lại 19-17 rồi. Chúng ta xem nốt những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ hai này nào. Con số 20-17 cho Bắc Giang. Vâng, vậy là có lẽ là chiến thắng sẽ thuộc về Bắc Giang. Vâng, họ đang có 3 cơ hội để kết thúc trận đấu này. Nếu Bắc Giang giành chiến thắng trong trận đấu này thì nội dung đồng đội nữ sẽ rất hay, sẽ phải quyết định ở trận đấu đôi thứ 5. Okay. 18-20. Vẫn còn. Đập tiếp rồi chặn lưới lại. Một điểm số cuối cùng của trận đấu thứ tư. Vẫn còn, hay quá nhờ. Rồi hết rồi. Đập gì yếu thế. Thái Bình chưa biết nào đâu. Khu học Tiến Minh đánh từ 7 giờ anh ơi. Ok, ở set đấu thứ hai giữa Phạm Hồng Nam và Nghiêm Đình Tuấn của Bắc Ninh. Điểm số đang là 4 đều.
19-20 cho Thái Bình. Rõ ràng là Bắc Giang đã có cơ hội kết thúc trận đấu này, đập cầu trên lưới nhưng mà lại không ăn được. Trận đấu kết thúc với chiến thắng vừa đủ 21-19 cho Bắc Giang. Vậy là thành tích đối đầu giữa Bắc Giang và Thái Bình ở nội dung đồng đội nữ giải cầu lông đồng đội toàn quốc đang là 2-2. Và kết quả của nội dung đồng đội nữ này sẽ được quyết định bởi trận đấu thứ 5 ở nội dung đôi nữ. Trận bán kết đồng đội nữ trên sân số 2 Bắc Giang và Thái Bình đang hòa nhau tỷ số 2-2. Hai đều đúng rồi. Ok, chúng ta trở lại sân bên này nha. Điểm 7-5 cho Phạm Hồng Nam. Tiếp theo trên sân số 2, bán kết đồng đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Đi đâu? Trận đôi thứ nhất của chúng ta giữa các vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan, Thân Vân Anh và tiền đội Bắc Giang thi đấu với Đinh Thị Phương Hồng. Ai ơi! Một trận đấu của Thái Bình, ban người và ban tàu của Toàn. Xin chào anh Nguyễn Tống Giang, lâu lắm rồi không nhìn thấy anh luôn ấy. Bao giờ mới về nước anh ơi? Mọi người cho Hùng hỏi là vừa rồi Hùng quay xa như thế mọi người nhìn nữ đánh có rõ không ạ? Đây mới là trận đôi quyết định này. Xong! 9-6 cho Phạm Hồng Nam. Có lẽ là Nghiêm Đình Tuấn sẽ không thể qua được trận đấu thứ hai này. Phạm Hồng Nam vẫn cửa trên, vẫn đang làm chủ trận đấu. Đối đầu Hà Nội và Bắc Ninh đang là 1-1, đây là đơn 3, nhưng đơn 3 Nghiêm Đình Tuấn có lẽ sẽ không qua được Hồng Nam. Đúng rồi, quả đấy không đỡ được. Làm sao mà đỡ nổi quả đấy nữa. Bỏ đây chứ, năm ăn năm thua. Lỗi rồi, trận này nhạt quá. Ok mọi người, Hùng biết là lúc nãy Hùng live stream quay sang nữ nó có rõ không ạ? Nó rõ hay nó mờ để Hùng biết nào? Nếu rõ camera 1, nếu mờ camera 2. Cứ xem cầu đi, đánh cầu đi, xem đi. Đâu Ngọc nó cả cầu lông cả tennis cả bóng đá đỏ hết. Ok mọi người, đa phần mọi người nói là do vậy Hùng sẽ quay từ xa cái trận đấu đôi nữ nhá. Hùng sẽ quay từ xa trận đấu đôi nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình, trận đấu quyết định. Đánh căng tay lên nào. Đánh ngay.
nữ đây rồi ạ. Chúng ta xem trận nữ nhá. Trận nữ trận thứ 5 của nội dung đồng đội. Điểm số 1 đều sau đầu thứ nhất. Vân Anh cặp với Nguyễn Thị Sen. Đối đầu cặp đôi Hồng Hoài Thái Bình. Liên tục những tình huống đập cầu của Nguyễn Thị Sen. Trận đấu này cũng rất ngang tài ngang sức, chưa thể biết trước được, chưa thể phán đoán được kết quả trận đấu này. Trận nam xem chán lắm mọi người. Điểm đang là 14-8 cho bạn Hồng Nam. Trận đơn nam đang đánh Hùng có quay lại ở chế độ Full HD nhá. Nếu mọi người muốn xem lại có thể truy cập kênh YouTube Sport Hồng Badminton để xem lại trong tuần sau. Ờ đúng rồi, Vân Anh với Lan nhưng không phải Nguyễn Thị Sen. Cũng không để ý lắm, nhìn dáng người cao cao nhìn giống. Sao Nguyễn Thị Sen không đánh nhỉ? Để hai đứa trẻ đánh trận quyết định này. Hồng Hoài mạnh nhất Thái Bình ra giải 3 SEA Games năm ngoái. Bình rằng co đến set 3 thì rất có thể Thái Bình sẽ thắng, bởi vì ông đánh giá về thể lực của cặp đôi Thái Bình tốt hơn. Thái Bình, những vận động viên Thái Bình thì họ được tập rất sâu về thể lực. Mọi người nhìn có nhận ra vận động viên ạ? Hồng nhìn từ xa cũng nhìn không rõ. À, Hồng vẫn đánh nhỉ? Hồng vẫn đang đánh nhỉ? Hồng vẫn đang đánh nhờ Vũ Thanh Bình ơi. Anh nhìn vẫn nhìn thấy. Điểm số đang là 5 đều. Không có cơ hội thủ con nào này đi sợ. Trận đấu giữa Hồng Nam và Nghiêm Đình Tuấn đang là 18-12 cho Hồng Nam trong trận đấu thứ hai. 99% là chiến thắng cho Hà Nội rồi. Hồng Nam đánh đơn hay phết luôn. Ôi, cho dừng 13 là đẹp rồi. Đấy, đưa khá này. Xong. Hết. Hay. Con này được. Xong không lại. Thủ cầu rất tốt, phải nói là xem đôi nữ đánh cực rằng co cực kỳ hay luôn. Không hiểu là các cô gái họ lấy đâu ra nhiều sức thế. Trận đấu thứ hai giữa Phạm Hồng Nam và Nghiêm Đình Tuấn, điểm đang là 20-13 cho Phạm Hồng Nam. Gần khán đài, khán giả ngồi kín hết rồi mọi người ạ. Bây giờ đi lại rất là khó, không thể đi lại được. Nhưng mọi người xem tạm từ xa nhá. 21-13 cho Phạm Hồng Nam. Vậy là chúng ta sắp được xem trận đấu đôi nam. Trận đấu đôi nam này mới gọi là hay. Thực sự rất hay luôn mọi người ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.